hai các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đào Làm Finance. Rồi, có một câu hỏi là rất nhiều bạn hay hỏi là tập vai, cầu vai như thế nào. Vai là cái này, còn cái cầu vai là cái này nè. Đó, thì cái khối cơ này. Đó, cái khối cơ này Unai hay kêu tôi là nó tấp rời cái vai, cái tay của tôi ra. Nhưng mà thật sự cái khối cơ này khi tập dày lên thì nó rất là dày, rất là đẹp. Nhưng mà quan trọng tập này rất là khó. Rồi, hôm nay chúng ta đến với tập 3 và tập cầu vai. Bạn cần biết tập luyện xây dựng khối cơ cầu vai nha. Rồi, đầu tiên là nhún tạ. Với cái thanh đòn thì các bạn sẽ cần cái thanh đòn dài như thế này. Cái mức này là 60kg. Khi nào mà các bạn tập quen rồi, các bạn cái da tăng lên rồi, tôi chỉ hướng dẫn kỹ thuật thôi nha. Rồi, bạn lôi cái thanh đòn tạ ra, bạn đứng trên một cái giá đỡ như thế này. Rồi nhấc nó lên, nhún bằng cầu vai nè. Rồi xuống, nè nhìn nè. Thở ra, tiếp. Ok. Các bạn là khi lên thở ra nha, thì cái nghĩa là cái khi mà bạn hoạt động gì, khối cơ của bao bạn nó giãn xuống, rồi nó co lên, hít xuống, co lên. Rồi đó là bài nhún cầu vai với thanh tạ đòn nha. Rồi chúng ta đến với bài cầu vai số 2. Nó sẽ tập hơi vai phần phía vai sau tí xíu. Rồi bài tập này á, các bạn sẽ tập hai cục tạ cùng lúc, và nhớ là lựa tạ vừa phải thôi. Đồng với bài này á, sức tụ tập cũng cỡ cục 7-8kg, 10kg là hết rồi. Nè, đứng gập ngang ngồi xuống gì, nó bắt đầu nâng lên đó. Nè, nhìn cái cầu vai luôn nè, khi tập khi đồng bên nè, nó dùng cầu vai điều khiển lên nha. Đó đó, thấy chưa, vô chưa đó. Bài riêng các bạn cầu vai nha, bài thứ hai nha, gặp vùng người bài tạ. Rồi cũng cùng một góc độ đó, để mà các bạn có thể tập dễ hơn á, thì chúng ta sẽ tập cứng cáp. Rồi tôi có ở nhà tôi một bộ quá trời dây cáp của đủ thứ nhóm hết trơn, đủ thứ mức tạ hết trơn. Rồi cho lấy cái dây này thôi, nhẹ thôi. Cơ cầu vai cũng vậy, nó chỉ mạnh khi mà bạn đứng thẳng thôi, còn mà nếu nó đứng ngang nó không đủ mạnh. Rồi nâng ngang ra gì nè, tập từng bên, trụ tay lại, đừng có khòm lưng nha, giữ lưng thẳng, trụ vô mấy phút em? 3. Rồi trụ vô gì nha, là ông cầu vai lên nè, chung lên nè, quá nặng lắm luôn á đó. Khi các bạn nâng lên á, các bạn vô ý á, là các bạn không đưa cái người các bạn lên bẻ ngược lên gì, các bạn cũng không lấy đà các bạn quăng hết sức lên gì, hay là các bạn dơ các bạn thẳng cái tay lên gì, cánh tay của bạn nó còn thả lỏng để cho cái cầu vai của bạn nó chỉ gồng một phần cầu vai của bạn thôi nha. Vậy nè, đó. Rồi tập đều hai bên nha. Đó rồi, qua bên này tập đều phía bên này luôn nè. Giữ yên. Ok. Rồi ba bài cầu vai này, các bạn có thể gom chung cái ngày các bạn tập vai hoặc là cái ngày các bạn tập lưng, và tập mỗi bài khoảng từ 3-4 hiệp. Mức tạ thì các bạn có thể tập theo hình tháp gia tăng dần, ví dụ như hiệp đầu 60-12 cái, hiệp 2 65-10 cái, hiệp 3 70-8 cái, hiệp 4 75 cỡ 7 cái, đó gia tăng lên gì, đó rất là tốt cho bạn nha. Đơn giản vậy thôi, đó là cái mà tôi muốn bạn tập luyện cho cái nhóm cơ cầu vai, xây dựng cơ cầu vai là người bạn nó bê ra rộng rất là đẹp. Tuy nhiên những cái kỹ thuật khi bạn tập á, lưu ý tập chậm, có kiểm soát, cố gắng cảm nhận và nó ăn vô cái phần cơ cầu vai chỗ này nha, chứ đừng có vuông. Tất nhiên là khi bạn tập cơ cầu vai, nhóm cơ vai bạn sẽ luôn luôn tham gia, không thể tránh khỏi được, nên hãy tập chậm, có kiểm soát, các bạn sẽ kiểm soát được cái đó rồi tập vô được nhóm cơ cầu vai nha. Rồi chúc các bạn tập tốt.